44 45 hạnh phúc còn nhận gió này, làm cái 45 đi, 45 thì không cần 44 đâu, 45. Ui ngon ngon anh em nhở, ui rồi ui hạnh phúc chưa, hạnh phúc chưa. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tụ đến con game MUSS2.vn, hôm nay mình sẽ ném bốc bốc nạp 20 triệu anh em nha. 20 triệu đây, bốc 20 triệu thì mình sẽ được bấy nhiêu đồ đây. Bấy nhiêu bốc ngọc các kiểu vân vân mà mây mây rất là nhiều. Trước tiên thì mình sẽ tặng cho anh em một set đồ gọi là độc nhất server, VIP nhất server anh em ạ. Không có ai có đâu anh em nha. Mình sưu tầm từ ngày đầu tiên đến giờ mới được 3 món này đây. Đó chính là set đồng anh em nha. Set này thì X2 sát thương rất là ngon và tăng sát thương tuyệt chiêu, tăng thế lực anh em nhé. Nhanh nhẹn cộng 20 cái này cho DL thì gọi là bao phê anh em ạ. DL X2 chỉ cần 3 món thôi. Dinh Ben anh em vẫn dùng Dinh Ben bình thường nhé. Dùng Dinh Ben 4% bình thường không sao hết. Đây đây, set mid đây có gồm có 3 món nhá. 3 món, đấy, anh em thấy không? Nhưng mà mình phụ kiện của mình lại kèm thêm đồ đồng đây này, đồ đồng giảm sát thương 44 này anh em nhá. Đấy, phụ kiện mình có đầy đủ, mình sẽ tặng anh em một set này. Cách chơi thì anh em comment cái dự đoán kết quả xổ số vào ngày mai đó, ngày 22 tháng 10 mọi người nha. Chúc anh em may mắn, set này VIP đấy, độc nhất server rồi đấy. Không ai có đâu nên là cố gắng anh em nha, cố gắng là thắng. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ mình ném búc luôn thôi. Búc nạp thì mình lấy búc nạp ra mình ném thôi, đơn giản vậy. Phát kiếm mít gửi coi, quy coi là đi up đồ tiếp. Đây, bấy nhiêu búc đây nhưng mà khá là nhiều đấy. PS thì mình cất đi này. Ngon chưa? Cái này thì đúng bao phê rồi này. Siêu đam thôi nhưng mà X2 đam nó cũng giống như cái này thôi. Đây cũng giống cái này Agit thôi. Agit của mình đang dùng chỉ có mấy món thì cũng X2 đam thôi. Đấy. Thì set này là dùng set này nó kết hợp với set đồng vừa đẹp. Vừa đẹp lại vừa chất anh em ạ. Đồ thần mà lại. Đồ thần thì đam rất là to, thủ thì yếu một chút thôi nhưng mà cũng không quan trọng anh em ạ. DL này mình biết cách đánh thì mình chả cần, quan trọng là mình chỉ cần X2 đam là mình đánh sướng lắm rồi. Thật. Mình cầm kể cả bây giờ mình cầm set đồng công 11 nó mình chả ngán bố con thằng nào anh em ạ. Cẩn thận hết. Em không tin thì nếu mà anh em không nói tôi đập cho lên ra cường tôi đánh nhau cho anh em thấy. Giờ mình map K3 ném từ một búc của khí rồng nhá. Chàng đang đang. Úi trời, cây rồng may mắn kìa. Ra cây 20 là ngon đấy. Có tiền này. Úi trời ơi ngon, một cây anh em nhá. Một cây, một cây, một cây. Tiếp tục nào. Úi trời ơi, hai cây. Ui 27 anh em ạ. Hay chưa? Hai cây này thì cộng hưởng. Cây thứ ba nào. Ui cây thứ ba anh em ơi, 20 20 hai, ui rồi 27 anh em ạ. Nhọ lìn nha, nhọ quá rồi, căng đấy. Ui rồi ơi, căng 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 gì đây. Ui rồi ơi, 220 nhưng mà hỏng 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 hết bánh kẹo rồi này, hỏng hết bánh kẹo rồi. Ấy quyền trượng, tặng thêm vào cái quyền trượng đây nhá. Búc cuối cùng nào. Không biết được cái gì không, nhìn búc vũ khí rồng anh em thấy nhọ không? Búc vũ khí rồng của tớ đấy, toàn đồ không lúc mà chả có dòng nào này, vứt đi thôi. Ui trời ơi, quyền trượng thiên tử này. Ôi tăng lòng thanh niên nhờ, đã được cây vẹo gì anh em ạ. À, nhìn này, để tặng thêm anh em cái quyền trượng nha. Tí này có khiên mình sẽ tặng khiên thì mình sẽ cất cất gọn cái cất gọn cái đồ event riêng ra một góc này. Đồ rồng này cứ tạm ở đây, đồ linh tinh thôi. Đây tặng thêm kèm một cây quyền trượng, một set đồ thần đấy, set đồ thần 44 luôn đấy anh em nhá. Đừng có đùa, đừng có đùa với set này anh em nhá, trâu bò đấy. Này là siêu đam rồi, gọi là set siêu đam. Thì server cũ mình chơi thế này thì mình cũng cân hết anh em ạ. Server cũ cái server Loren hay server gì đấy, mình chơi nguyên set đồng 45 thần luôn anh em ạ. Cất rồi, quyền trượng anh em nhá. Đấy là cái mẹo gì, mặc set đồ này lên cho nó đẹp trai chưa, đẹp trai ngay. Sợi uy tín, uy tín. Hai lên cái map nào đẹp đẹp tí đấy, cây đi quất đi anh em ạ. Thất bại rồi, em bù khí rồng và nô cùi thiên nghiêu vương này, cùi nốt luôn.
Khiên tiên nữ này, ui rồi hai khiên anh em ạ. Lạy chúa, lạy hồn, ui thôi, khiên đi, lạy hồn rồi đấy anh em ạ, cũng là lạy hồn rồi. Hỏng 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 hết bánh kẹo rồi. Ngày nào mình ném bút cũng ném nhiều vậy mà nó đen thế nhở? Cái gì ra đồ ngon anh em ơi, cứ bình tĩnh, em cứ xem kết quả nhá. Xem kết quả kiểu gì ra đồ ngon thì mà xem, không phải lo, tin tớ đi, tin tớ đi, đấy mà tấu đấy anh em ạ, tin tớ đi, tin tớ đi anh em ạ, tin tớ đi, đấy đúng rồi, chuẩn 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 chuẩn, 220 đắng lòng nhỉ, vứt mẹ đi để làm gì, à để ép sói anh em ạ, cây này ép sói, cây này đẹp đấy, ngày xưa mà dùng cây này nữa thì tao phê, ui trời ơi cung hổ này, thắng chưa? Anh em cứ xem thì kiểu gì có cái gì ngon rồi ngon, tháng này cũng 10.000 viên đấy, không phải là ít đâu mà. Tiếp theo, ui trời ơi vũ chiến mới đăng ra khiên thập tứ, ui rồi ôi anh mình hình như không cho ra khiên này nhỉ, ở trước đợt đầu mình ném ra toàn khiên ngon không, tuần này cháu khiên nào vẹo nào, nhưng tuần này thất bát rồi, thất bát kiểu thập quá, nhị tam tứ ngũ lục thất bát kiểu thập luôn, đói lắm, lúc nào giờ này đói lắm, đợi một cái gì đấy mà gọi là bán toàn tặng hết anh em ạ, mốc 20m xác xác định nên là cũng tặng hết rồi. Ui rồi ôi có hàng có hàng có hàng có hàng có hàng ngon ngay, thấy chưa, nói có hàng là có hàng mà anh em không tin tớ à, không tin tớ à, ui được của nó đấy, của nó đấy, chết mà nắm phản hồi tấn công này, vứt mẹ nó đi, mổ hắc điểu này, ui trời ơi căng, đồng xanh đâu, bốn bốn, ui không được rồi, hỏng hỏng áo này, ui giảm sát thương cũng được, bạn tạm tạm anh em ạ, mới dạng vừa đâu, áo ánh trăng này giảm sát thương 4 cũng được, được vài trăm vi coi găng nhân sư. Cúm lại là trái được cái mẹo gì đấy đấy. Nghiên cứu em có gì mà bán nhiều kìa. Bây giờ là dinh ben anh em nhá. Cái mốc cuối cùng là mốc dinh ben này, lên mắc công thành chiến nó phong thủy tí con. Phong thủy phải có nước đúng không? Đây, đây. Có nước và gió, có nước và gió anh em ạ. Có nước và gió. Rồi. Vớt vát cái dinh 4445 cũng là hạnh phúc rồi. 4445 hạnh phúc còn nhận gió này, nó làm cái 45 đi. 45 thì không cần 44 đâu. 45. Ui ngon. Ngon anh em nhở. Ui rồi, ui. Hạnh phúc chưa, hạnh phúc chưa? Quá ngon anh em ạ. 44 luôn mới chịu đi nhận gió, 44 mới chịu chứ đừng có đùa. Đừng có đùa. 45 này. Tin tới đi. Hãy tin Nam đi, hãy tin Nam đi anh em ạ. Hãy đặt niềm tin cho Nam, mấy Nam ném cho anh em xem. Nhìn này, 45 này, 45 này. Đấy anh em đúng 45 chưa? Chuẩn 4 năm chưa, toàn tinh ngon đấy, chuẩn bị này, ném nói cái gì ra cái đó anh em ạ, thầy truyền 20 này, 20, ui xôi ôi, được, nhớ tao đấy, mày nhớ đấy, nhận gió tiếp, 4 năm, ui hỏng, hết bánh kẹo rồi, nào Nam ơi, lại nhấn băng, hôm nay lại nhấn băng nhấn gió, ngày hôm qua thì ném toàn là nhấn phép phượt anh em ạ, ngày hôm nay thì toàn là băng gió. À được 64 rồi anh em ạ. 64 là 10. Không nút dây chuyển gió này. Rồi thất bại rồi anh em ạ. Thất bại được nhấn 44 rồi thôi. Được nhấn 44 này dùng tạm để vào đây. Nó mó có hơn không anh em ạ. Nó mó có hơn không mấy cái này vứt đi. À lấy cái gì comment nhá. Toàn đồ vớ vẩn thôi. Cũng được. Mốc 20m mình được quả dinh này em nhá. Quả dinh này là chất lượng đấy đúng không? Uy tín đúng không? À chơi MN thì comment ở phía dưới nhá. MN thì gồm những cái món đồ như vậy thôi. Vũ khí rồng với thứ khiên khiếc thì không có ném ra được rồi. Em thử con ra được khiên không được. Búc 3 rồi. Thử búc 3 nhá. Chàng đang đang. Úi xồi ôi lại găng nhân sứ nữa mới đau. Ok. Clip của mình đến đây là kết thúc. Anh em thấy hay thì ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.